anh Trịnh đồng chị Phượng vừa được đứng cùng bọn chị nhưng đã được công an phường 1 thành phố Cao Lãnh, mà chính xác là thượng úy Đoàn Quốc Trung, số hiệu 432080 mời về phường để làm việc. Họ bảo là họ mời về phường để yêu cầu để xác nhận về việc là không nhận được giấy triệu tập. Sau đó họ sẽ trả lại cho người cho chị. Nếu như mà họ không trả anh Trịnh cho chị thì bọn chị cần biết người để đòi.